quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nạp tiền vào PayPay ở Lawson nha. Cách nạp tiền vào PayPay thì khá là đơn giản. Mọi người có thể nạp tiền ở bất cứ Comini nào. Cách thức nạp tiền ở các Comini thì sẽ tương tự nhau. Chỉ mất chưa đến 2 phút là đã nạp xong tiền rồi nha. Đầu tiên các bạn hãy tìm cây ATM ở trong Comini. Sau đó các bạn ấn vào nút Smart Otorihiki. Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị ra một mã QR. Các bạn sẽ mở app PayPay ở trên điện thoại của mình ra và quét. Sau khi mà các bạn quét xong thì nó sẽ hiển thị ra 4 cái chữ số ở trên điện thoại của các bạn. Tiếp đó các bạn sẽ ấn nút Kakunin ở trên màn hình. Sau khi mà bạn ấn xong thì màn hình sẽ bắt bạn nhập 4 cái chữ số vừa xuất hiện ở trên số điện thoại của các bạn. Các bạn sẽ nhập 4 cái chữ số ấy vào. Sau đó các bạn sẽ ấn chữ Kakunin ở trên màn hình và đợi một lúc. Lúc này ở trên màn hình sẽ hiển thị thông tin nạp tiền. Thứ nhất là miễn phí nạp tiền bất cứ lúc nào. Thứ hai là số tiền nạp tối đa sẽ là 50 man trong 24 giờ kể từ lần mình nạp gần nhất. Thứ ba đó là số tiền tối thiểu khi các bạn nạp vào đó là 1 cent. Sau đó các bạn ấn nút Kakunin. Trên màn hình lúc này sẽ hỏi bạn là bạn có muốn nhận giấy ghi chi tiết số tiền sau giao dịch không? Thì mình sẽ ấn vào Kakunin. Sau đó các bạn bỏ cái số tiền mà mình muốn nạp vào trong này và đợi cái cây ATM một chút. Sau khi mà nó hiển thị cái thông tin ở trên màn hình thì các bạn sẽ xác nhận lại một lần nữa xem là cái số tiền mà mình vừa bỏ vào có trùng khớp với cả cái số tiền mà nó hiển thị ở trên màn hình hay không. Nếu đúng rồi thì các bạn hãy ấn vào nút Kakunin ở trên màn hình. Sau khi nạp tiền thành công thì máy sẽ đưa cho các bạn một cái tờ hóa đơn chi tiết về cái giao dịch ngày hôm nay của các bạn. Các bạn có thể kiểm tra lại một lần nữa. Sau đó các bạn sẽ mở cái app PayPay ở trên điện thoại ra xem là tiền đã về điện thoại của mình chưa nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì có thể like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo của mình.